Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà anh đứng hay anh sai trong chuyện đó thì chỉ tin mà là thời gian với kia câu chẳng bằng em. Em luôn rất thiên bình, sinh ra thích theo đùa, không như tôi luôn mua giáp bên ngoài mà làm ai lại còn muốn chiều vua. Đây là sao, một người đây và một người tao, một người quen một người thấy đáng lái mà vào tay một người ngọt. Lưu số em làm gì? Lưu số em đi. Khi nào má có tặng con dâu thì gọi cho em. Em dài lắm lúc phải cô đơn một mình.
338 thì đấy là số may mắn nhỏ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ trầu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mà ta. Nên lui về sau, như này không kêu em đừng đâu. Không xinh không thon như hình đâu, chỉ được cái là nhiệt tình sâu. Áo cứ lên TikTok, lên Insta, Facebook lên tay xó. Thấy lắm có lắm lời vi vò. Vội vàng yêu làm gì, hành động cá nhân quay đi. Để hôm nay cô điêu kêu cũng ích gì. Sống như một vỡ kịch buồn, em duyên chọn cả hai vai. Yêu thương trao về anh, đắng đau trong anh còn mãi. Xa em anh sẽ phải cô đơn suốt bao đêm dài. Hay chỉ tương lai em đã bỏ lại. Em rất nhớ anh, chẳng thấy ngủ ngon. Năm nay đêm cứ một ngàn ca mất rồi. Ai đã thương tình mang anh lại gần em với. Nắng mưa có cây, cùng đi đáp đây. Tình hôn trên mây liễu lo trên. Baby ơi em sẽ nhắc đến này. Đôi mắt long lanh như là một cầu. Xinh cơ như anh cũng phải đứng đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai. Hai đứa yêu nhau nữa là đúng vai. Em ơi ok thì tới luôn. Nắm chặt tay em có lo hơi buồn. Dù chỉ đi Dior hay là LV